cha 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 la 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 la. Chị Hai ơi, ngồi mà đếm củ dưa hành vậy đó. Chị đếm tiền chứ đếm củ dưa hành hồi nào? Lỗi là tại em hết á. Thảo, tháng này á hả, chi quá trời chi. Tại em á, đi chợ mà không biết trả giá. Ai bán cái gì cũng mua, rồi phải biết trả giá chứ. Hoặc là người ta không bán thì kêu người ta bớt, người ta không bớt thì mua xong phải biết xin chứ. Đúng rồi, hay quá. Hay cho biết xin cộng hành. Chị xin, chị xin sao mà ta nói hả? Em đi ra ngoài chợ nghe, người ta hỏi em á là tên gì, em mới nói tên luôn đủ rồi. Người ta suy ra cái gia đình của quà, người ta nói à, nhà có cái chị tên Cầu đúng không? Trời, qua đây xin quá à, xin giờ không muốn bán cho em luôn á. Nguy hiểm. Cái đó chẳng qua là người ta không quen mua bán với người lãnh đạo trong gia đình của quả, người ta nói vậy thôi. Cái chị đời nào cũng đi làm cái chuyện đó. Cấp báo, có nguy cấp, có nguy cấp. Trời ơi mấy chị ơi, có nguy cấp. Chuyện rất là lớn, chuyện lớn sắp xảy ra rồi mấy chị ơi. Chuyện gì mà lớn? Trời ơi, chuyện rất là quan trọng, chuyện nguy hiểm lắm luôn. Ê, ủa cô là ai vậy? Dạ. Cô đâu mà vô nhà tôi vậy? Dạ, em là bạn thân của con Xoài. Em làm chung với nó đó. Bạn thân của con Xoài á? Dạ. Sao con Xoài thì đứng bằng cái sofa mà cô đứng đụng nóc nhà vậy? Bây giờ bỏ qua cái chuyện cái chân của nó dài đi. Bây giờ tôi hỏi nè. Dạ. Mà mày dài quá, mày ngồi xuống tao nói chuyện cho đỡ chóng mặt coi. Dạ. Bây giờ tao hỏi nè, ủa đâu vô nhà mà trong khi nhà tao đang khóa cửa vậy? Thì em trèo tường vô. Trèo tường? Dạ. Anh nói nghe, trèo tường chứ cực vậy? Cỡ cưng ấy chứ cần vén váy bước qua cái là qua cổng rồi. Trời ơi, dạ. Nhà tôi. Dạ. Chị ơi, chị quan chị nghe em nói xong, chuyện rất là quan trọng. Nếu mà chuyện không quan trọng thì muốn làm em cũng được, cũng chấp nhận hết. Nghe em nói nha, bình tĩnh nghe em nói. Hai chị cứ bình tĩnh nghe em nói. Canh, không cho chúng nó thoát. Nói, đi qua đây. Dạ. Em kẹp chính giữa nó chặt. Dạ. Ở đâu mà xong vô cửa nhà tôi. Khoan. Để em cho hai chị coi cái này. Tiện thoại, tiện thoại. Nè. Cho chị coi, chị thấy chưa? Bị khùng dễ sợ luôn á. Chị coi đi. Mày kia tao coi hình của ai vậy? Chị thấy thì nhìn rõ chưa, biết ai không? Đi ra khỏi nhà liền ngay lập tức. Ủa cái cát gì? Cát mà chị. Đó, chị thấy chưa? Chị nhận ra. Chị nhìn đi, nhìn kỹ đi. Thì cát có gì đâu, bình thường thôi mà. Mà chị thấy ai đứng cái thằng cát không? Ai? Ai kể cha đó, bây giờ thằng cát đứng đây. Chị nhìn kỹ lại đi, ai? Không phải Xoài, thằng nào á. Hả? Thằng cát bây giờ là đồng tính, đồng giới. Không, thấy cái chị đó, nhìn kỹ đi, thấy quen không? Chị nhớ vụ con sầu riêng không? Nhớ chưa? Sao chị bị lừa đó? Trời ơi, đi zoom cái mặt nó ra kìa. Thằng Nhất Kiều Hàn Quốc. Đúng rồi. Ủa, hai đứa này á. Sao thằng cát đi chung với cái thằng Nhất Kiều Hàn Quốc? Hay là thằng đó nó dụ nó bán thằng cát? Không. Hai đứa này thông đồng âm mưu với nhau, dụ dỗ con gái bán ở nước ngoài. Và mục tiêu của nó là con Xoài. Biết đâu tới mấy chị đâu đó. Trời đất ơi, gia đình của các chị toàn phụ nữ không mà đúng không? Nó bán hỏng được con sầu riêng, bây giờ nó chuyển hướng sang con Xoài chị ơi. Trời, cái thằng này con Xoài nó sẽ khai phá dần dần, nó sẽ hái sạch gia đình ngũ quả để đem đi xuất khẩu Hàn Quốc. Dạ, đầu tiên là chị bỏ luôn. Sau đó là bà nội, cuối cùng là em. Hả? Chưa bao giờ có gia đình nào mà đông phụ nữ như gia đình ngũ quả. Đúng rồi, phụ nữ đã đông đẹp mà cũng đều giỏi nữa. Trời, thằng khác nó đào đúng cái mỏ vàng rồi. Đúng rồi. Chết rồi, bây giờ làm sao đây? Bây giờ mình phải tìm cách ngăn chặn nó đi. Khoan đã, hồi nãy con Xoài nó nói là sau khi đi làm xong thì nó sẽ đi chơi với thằng cá. Chết rồi. Trời ơi chị, có khi nào thằng cá nó dụ con Xoài đi ra chơi, đi công viên, đi xe đạp gì đó, đánh thuốc mê con Xoài xong cái bắt con Xoài bán đi không? Trời, biết đâu được. Chị gọi điện thoại ngăn chặn nó lại. Gọi điện thoại cảnh báo với nó liền ngay. Trời, cái gì vậy? Trời ơi, trời ơi chị ơi, sợ quá. Nói chung là bây giờ hồi nãy em chụp cái công viên này em biết chỗ nào, đi hai chị theo em. Chị làm cái gì vậy? Chị biểu quýt gọi điện thoại cho con Xoài đi. Mình đi theo em ra công viên lẹ lẹ đi. Mình đi như đây có đủ bắt tụi nó không? Kéo theo đồng bọn nó đi.
Bây giờ trước mắt á, tôi gọi điện thoại cho con Xoài để giật mặt cái thằng Cát, không cho con Xoài gặp nguy hiểm đã, rồi sau đó từ từ tính tiếp. Chị thấy chưa, đang tìm con mồi trong công viên kìa. Thiệt á, nói nghe nè, tôi muốn tin anh Cát là người vậy đâu. Bây giờ nha, tôi mở hỏi cho ra lẽ nè. Ấy, quá đi, đã đi tìm bằng chứng rồi bây giờ qua bển hỏi cho ra lẽ, làm sao mà tìm được bằng chứng. Im đi. Mày ngồi im ở đây quan sát theo dõi tình hình nghe chưa. Ê, nó chụp hình con gái người ta kìa. Kiểu này á, chắc là chụp hình xong rồi hả, là tung lên mạng để chào hàng đó. Công nhận mấy ông này làm ăn công khai ghê luôn á hả. Dễ sợ luôn á ta. Giờ sông giờ biển dễ dò, đố ai lấy thuốc mà đo lòng Cát nè. Sao chị nói anh Cát vậy? Chị nói anh Nhật mới đúng chứ. Thôi đi, nói tới lại là đàn ông thời buổi bây giờ không có tin được. Chỉ có đàn bà mới đem lại hạnh phúc cho đàn bà thôi. Hiểu chưa? Dạ. Nói nghe nè, em thấy cái chuyện này có vẻ có chuyện gì đó phải nghi ngờ á. Chứ anh Cát không phải là người vậy đâu. Con này đừng có dạy trai nữa. Chuyện rành rành vậy mà, gì nữa. Trời ơi, bây giờ phải chụp hình lại mới được. Ê, tụi nó chuẩn bị đi kìa. Thôi, đứng đây, chụp hình lại làm bằng chứng mới được. Chụp cái gì? Đứng yên đó. Cái gì vậy chị? Cái gì vậy? Lộn, bên kia mới làm bằng chứng tốt thoát không em? Ê, mày nói nghe nè, lâu lắm chị em mình mới ra công viên. Không may, làm tắm tự sướng đi. Chị bỏ Facebook nhé. Quên, tối được rồi. Đi ở kia, tự sướng làm gì nữa, đi lại đi. Mệt quá. Tự nhiên đi cả buổi trời thành công cốc. Mấy đứa này thiệt tình á, đã nói là đi theo dõi nó ba bốn đứa mà nghĩ làm sao để mất dấu nó giờ không biết nữa. Tất cả là tại chị á, đang theo dõi tự nhiên cái chị chụp hình tự xuống làm gì. Ủa, thôi làm ơn đi. Lâu lâu chị mới được ra không gian thoáng đãng thì chụp hình đó là quyền của chị, tự sướng đó là quyền lợi của chị. Mấy đứa có quyền không theo mà, nhưng mà rõ ràng là mấy đứa ủng hộ nhiệt tình chứ bộ. Ừ, dĩ nhiên rồi, chị phải biết á là cái chuyện mà tự sướng á là cả nhân loại này ai cũng đều yêu thích á. Chị để cái máy lên là tự động ta bu lại hả? Nhưng mà thói quen vậy đó chị. Vậy thì đừng có đổ thừa chị. Vấn đề là bây giờ làm sao mà kiếm được tụi nó đây. Ủa mà nó nghe nè. Gì? Chụp từ chiều đến giờ chỉnh hình rồi post Facebook chưa? Trời ơi, có thời gian đâu, quên mất tiêu à, đi bộ quá rã chân vậy đó. Với lại ngoài đó đâu có 3G đâu. Về nhà có wifi rồi nè, post đi, post đi. Chỉnh hình nữa nha. Ê, khoan, không phải là giờ nào cũng post được đâu, giờ mấy giờ rồi? Post cái giờ like nhiều quá. Không phải giờ nào cũng like nhiều đâu. Khoảng 11 giờ trưa á. Chà, hoặc là 4 giờ phải... chiều. Vậy là giờ không phải giờ Linh rồi. Thần Linh thay Facebook qua cho con cúng sao nha. Có gì chị chuyện chị chờ đúng 5 giờ chị post cho nó nhiều like. Chị đăng nhớ tát tên em đó nha. Trời ơi, tôi đang đau khổ, đang rối nùi rồi mà mấy chị còn post Facebook nữa. Nhớ tát em vô nha. Quay ngược trở lại xoài. Xoài tấm này chụp Facebook câu like nhiều lắm nè. Rồi chiều 5 giờ chị post cho cưng nha. Đứng giỡn nữa, đau khổ quá trời mà còn chọc nó nữa à. Bây giờ mình phải tìm cách an ủi nó đi. An ủi cái gì mà an ủi? Trời, chị thấy em bỏ đi cái thằng đó lại phải mừng mới đúng chứ. Đúng rồi đó. Đừng nói vậy nữa. Nhưng mà em không có tin đâu, em không tin anh Cát là người như vậy đâu. Chứng cứ rành rành, hình ảnh rành rành đây mà còn ở đó. Bây giờ không việc gì phải an ủi, em phải đứng lên vượt qua bão tố của cuộc đời. Nó đang đau khổ quá trời mà sao đứng lên được, nó phải có người an ủi nó. Rồi thôi em cứ đứng đây đi, còn chị sẽ đứng lên, chị đi viết đơn tố cáo nó. Hình ảnh nó có sẵn hết trong máy rồi, đố mà nó chối được. Đúng rồi đó, làm liền đi chị. Mắc quá chị nè. Đúng rồi, không khóc nữa để chị nói. Biết này cho nghe. Sao nó đó sở dĩ mà không tìm được thằng Cát á là tại vì á lúc đó thằng Cát á chụp thuốc mê con nhỏ nó dẫn vô khách sạn rồi. Thì vô khách sạn làm cái chuyện cần phải làm chứ làm cái gì. Mà đúng rồi đó, chỉ có cách đó thì nó mới mất dấu nhanh vậy được. Chứ mình mới vừa chơi tấm hình có chút xíu quay lại đúng mất rồi. Tiêu rồi. Phải chi mình biết đi vô khách sạn là mình vô chung với nó. Hả? Chi? Thì Rình nói chứ thằng Chi. Xoài. Xoài. Trời ơi. Đừng
Con mày bị xoài. Xoài. Nói em bắt tao mới chạy đó. Đó đó. Như vậy mọi người bình tĩnh không? Bạo động hả? Bạo động. Tao không bình tĩnh được. Anh đã bị bắt. Anh có quyền giữ im lặng bởi vì những gì anh nói sẽ là bằng chứng chống lại anh trước tòa. À, bây giờ cầu ơi, nghe anh nói nè cầu. Bây giờ những gì mà em nói ra... À không phải... Ê, nó dám kêu tôi bằng em. Không phải... Thích mình lấy cái đồ cả với tôi chứ gì. Thua con xoài xong. Con bán con xoài xong sau đó con chuyển qua đánh tôi chứ gì. Con đem nhân sắc của cậu ra quyến rũ tôi chứ gì. Sau đó con cũng bán luôn tôi giống như con xoài chứ gì. Cậu bán tôi rồi cậu cũng sẽ quyến rũ bà nội. Sao đó cậu bán bà nội luôn chứ gì. Trời ơi ghét rồi, sao mặt em thánh thiện mà tấm hồn em dễ. Chị ơi em vậy? Em lỡ miệng em rối quá, em đang định nói chuyện với xoài em bán đồng nha. Đi hả con củ sen này. Lố rồi. Chị cầu cho em xin lỗi. Chị cầu em xin lỗi. Đủ em nói giùm anh cái đi. Cái gì vậy? Ủa em đùa. Trời ơi. Nói thật anh với em luôn rồi. Bán chị luôn. Mọi người đừng có gì vậy, mọi người nghĩ sao quá. Em xin lỗi hai chị. Bây giờ xoài ơi, bây giờ chị có em thôi đi, nói đi. Đi là chuyện của tôi, để tôi giải quyết. Đúng rồi đó, chuyện để cho nó giải quyết. Em á, có lộn mày á, mày á. Có nào người ta nhận sai mà ta nhận mình đúng đâu. Thấy chưa? Đúng rồi đó. Không có gì phải giải quyết hết. Mọi thứ em cứ để chị. Mấy anh mấy chị cho em nói chút được không? Nói một câu đi rồi chị nói. Gì vậy xoài, em không tin anh hả? Tôi không ngờ là con người như vậy với anh Kết. Tôi đã làm tin anh, cuối cùng mà định bán tôi qua bên bển đúng không? Chúng ta sao? Chia tay đi. Cái gì bao nhiêu lần này cũng đòi chia tay. Em không bao giờ nghe em giải thích vậy xoài. Tôi không nghe, tôi nói nó. Mày giải thích không? Đây mày giải thích nè. À, đâu hình đây. Gì đâu phải chị đâu đá lông nheo chu mỏ gì vậy, đây là hình của hai chị mà một chút. Dạ thôi em nữa kìa. Qua kéo qua. Ơ sao 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 gì mà hình của chị em mình cũng vậy. 33 đâu hồi nãy chị nhớ chị có chụp mấy tấm mà sao có hình vậy. Chắc quên lu mấy chị làm ăn kỳ quá. Bắt trước em nè, thấy chưa? Bằng chứng nè, thấy chưa? Trời ơi, ở đâu có hình sẵn vậy? Đâu hay vậy? Ghê không, tài ba không nè, thấy chưa? Giờ còn cãi nữa không? Trời đất ơi, nhưng mà... Chối được không? Vật chứng đã rõ ràng. Đừng có chối nữa. Đúng, và nó đã bị bắt rồi. Em nói với chị rồi, nó bị bắt rồi. Đồng bọn mày bị công an bắt mà mày còn ngang nhiên đứng đây hả mày? Tại vì em không có dính với tụi nó. Và nhờ em công an mới bắt được tụi nó. Tin không mấy đứa? Mọi người tin em đi. Tại vì em đã nghi ngờ làm sao mà bọn chúng có thể biết được gia đình của xoài nè, rồi sầu riêng nữa. Làm sao biết được? Quá đơn giản, bởi vì mày là người chỉ điểm. Hoàn toàn không, chính nó và em đã nhờ công an phanh phui ra rồi. Chuyện là như vậy nè. Ê, bộ bị lộ rồi hả? Ôi, xem nó là bị bắt dính rồi kìa, đi nhanh lên đi. Ôi, trời. Khoan, bình tĩnh. Mày ngu quá à, mày cái gì cũng phải. Nữa lẹ đi, mà sao bị lộ vậy? Thôi mà thôi đi, còn ghê quá. Mà nói chung là bây giờ mình thua keo này, mình bài thằng khác không có gì hết, không có gì hết. Không biết gì hết á. Mấy cái người đàn bà ở trong này giữ như chặt tinh khôn nữa, làm sao mà bà vũ được. Mày ngu quá, mấy người đó khôn, chẳng khôn bằng tao đâu, mình cứ lo. Ôi chạy nhanh đi, bắt bây giờ. Ôi, mày nhanh. Thì ra là cái con củ sen này hết. Mình sẽ thu thập thông tin để viết cho một bài báo về cái lũ buôn người này. Không uổng công sức nãy giờ ngồi trên đây rình tụi nó, quá đáng. Đó, mọi chuyện là vậy đó. Chính là do con củ sen. Con sen. Dạ, em đã nghi ngờ từ ban đầu rồi. Nó biết là em thân với bọn chúng nên đã ly gián em, báo với công an để bắt em. Nhưng không, em đã chơi trò ngược lại. Em đã kêu công an phanh phui nó. Ủa, con củ sen chị sẽ hầm xương mày cho mày coi. Hầm cái gì? Nó đi được kìa. Con củ sen nó đi rồi. Ủa, nó đâu rồi? Trời ơi, nó đâu có tiêu rồi. Nó đâu có hề bước chân ra đây. Nguyễn Linh, nó vẫn còn trong căn nhà này. Đi kiếm nó đi. Đi kiếm đi, xoài. Nhanh lên, nghe lời anh đi. Kiếm à. Ê, mọi người, sen nè. Mày, em đã bị bắt. Em có quyền giữ yên lặng bởi vì những gì em nói sẽ là bằng chứng chống lại em trước tòa. Ba, câu xài hoài vậy trời. Trong phim hình sự, phim nào cũng phải nói câu này trên mới bắt được tội phạm. Ok. Dạ. Đứng lên. Ngồi xuống. Nó cao hơn em, không được. Ngồi xuống mày. Quỳ xuống mày. Đúng rồi đó, quỳ xuống mày. Mày hả? Mày là củ sen hả mày? Tao cho mày thành củ chuối luôn. Cái gì mày? Chẳng những vậy, tao sẽ
cho mày thành củ khẩu. La 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 la